đó là phương thức tồn tại của vật chất thì các em chú ý mình mấy điểm này thứ nhất đó là phương thức tồn tại của vật chất là cách thức tồn tại và hình thức tồn tại của vật chất vậy đây người ta giải thích theo tài liệu mới nhé vận động chính là cách thức tồn tại đồng thời là hình thức tồn tại của vật chất còn không gian thời gian là hình thức tồn tại của vật chất đây là phần chung thì các em phải nắm được Thế thì ở đây quay trở lại, đi vào sâu bên trong, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về vận động. Vận động chính là phương thức, không chỉ là cách thức cũng được, tồn tại của vật chất. Thế thì vận động là gì? Thì các em thấy rằng dưới góc độ triết học, thì các em thấy với tư cách là một khái niệm hay là một phạm trù của triết học, vận động theo nghĩa chung nhất, các em nhớ là theo nghĩa chung nhất là mọi sự biến đổi nói chung các em nhớ là sau này khi mà học đến nguyên lý về sự phát triển chúng ta còn phải phân biệt phát triển với vận động thế thì chúng ta hiểu nó là mọi sự biến đổi nói chung thế thì các em thấy rõ ràng là đi lên thì vẫn là vận động đi xuống cũng là vận động Đấy. theo một vòng tuần hoàn khép kín nó cũng là vận động tiến hóa cũng là vận động thoái hóa cũng là vận động cho nên các em nhớ là nói đến vận động này này nó là một cái khái niệm rất rộng vì theo nghĩa chung nhất của nó mà là mọi sự biến đổi Đấy, còn các cái hình thức vận động như thế nào thì các em thấy là thời kỳ đó thì anh em chia ra các hình thức vận động như vậy thì các em có thể đọc thêm nhá. Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất là mọi sự biến đổi. Nhưng bây giờ đi vào bên trong đây mới là nội dung thực sự này, chú ý nó này. Vận động nó là thuộc tính cố hữu. Các em nhớ nó là thuộc tính cố hữu của vật chất. Thuộc tính cố hữu của vật chất có nghĩa là gì? Vận động nó là cái vốn có nó là cái vốn có của vật chất đã là vật chất thì phải vận động mà đã vận động là vận động của cái gì của vật chất đã vận động nó là thuộc tính cố hữu của vật chất là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng vật chất nó là phương thức tồn tại thuộc tính rồi nhưng nó còn là phương thức tồn tại nó gắn với vật chất nó đi cùng với vật chất và đã là vật chất thì phải vận động mà đã là vận động là một nó là cái gì nó là thuộc tính nó là phương thức tồn tại của vật chất cho nên vật chất tồn tại bằng cách đó là vận động tức là vật chất dưới các dạng thức của nó luôn luôn trong quá trình biến đổi không ngừng thế các em thấy thế giới vật chất này đâu có dừng lại một chỗ đâu nó đâu đứng im giống như quan điểm siêu hình đâu đây là quan điểm biện chứng mà và luôn luôn trong quá trình vận động biến đổi phát triển không ngừng các em thấy rồi về công cụ sản xuất các em thấy đúng là có thay đổi không về tất cả các cái yếu tố vật chất các em thấy nó đâu có đứng yên một chỗ đâu nó thay đổi, nó biến đổi, chuyển hóa không ngừng vật chất chỉ có thể tồn tại bằng cách vận động và thông qua vận động mà biểu hiện sự tồn tại của nó với các hình dạng phong phú, muôn hình, muôn vẻ do đó con người chỉ nhận thức được sâu sắc sự vật hiện tượng chỗ này chính là ý nghĩa của nó, các em này. ý nghĩa pháp luận đấy con người chỉ có thể nhận thức sâu sắc sự vật hiện tượng bằng cách xem xét chúng trong quá trình vận động. Đấy, con người chỉ có thể nhận thức được sâu sắc sự vật hiện tượng bằng cách xem xét chúng trong quá trình vận động. Bản thân một con người, chúng ta muốn đánh giá được người đó thì chúng ta phải thông qua cái gì? Thông qua cái quá trình vận động của người đó như thế nào? nó biểu hiện thông qua quá trình vận động ở đây thông qua quá trình giao tiếp ứng xử với người trên thế nào đối với kẻ dưới như nào đối với gia đình như thế nào họ mạc như nào thầy cô như thế nào đối với môi trường con người là như vậy đối với môi trường tự nhiên thì như thế nào cho nên muốn nhận thức một sự vật nào đó thì các em thấy phải nhận thức muốn nhận thức sâu sắc một sự vật hiện tượng nào đó chúng ta phải bằng cách gì xem xét chúng trong cái quá trình vận động Đấy, nhận thức một người nào đó trong quá trình vận động tức là không chỉ biết ở gì hiện tại nếu nhận thức vậy là chỉ hiện tại nhưng cần phải biết cả quá khứ nhưng mà không chỉ quá khứ hiện tại mà còn phải làm sao vạch được ra cái xu hướng vận động của người đó trong tương lai cái cho nên nhìn vào một số số tướng mà mà, mà, mà của chúng ta ấy. một số tướng của chúng ta dính vào lao lý nếu nhìn ngày hôm qua ấy, hôm qua tức là quá khứ có người là anh hùng đấy chứ nhưng ngày hôm nay đâu còn là anh hùng nữa Thế ngày hôm qua tôi muốn nói quá khứ họ được phong anh hùng ấy. Họ là anh hùng trước nhân dân ấy. Anh hùng của nhân dân ấy. Nhưng mà khi bắt đầu quay trở lại bắt đầu các em thấy sự tha hóa, biến chất ấy, Tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các em thấy trong con người họ đấy. Trong nhân cách của họ ấy, Trong tư duy trí tuệ của họ Trong phẩm chất năng lực của họ ấy, Các em thấy nó vận động biến đổi đấy. Cho nên từ một cái người mà tốt ấy, trở thành người xấu. Nhưng mà cũng ngược lại cũng có thể từ người xấu lại trở thành kẻ tốt. Họ là tốt trở thành xấu trước đây họ được phong anh hùng trong thời chiến. Họ không gục ngã trước viên đạn bọc đồng của kẻ thù. Nhưng trong kinh tế thị trường họ lại gục ngã trước viên đạn bọc đường. Đấy các em thấy rồi. Viên đạn bọc đường đó chính là tiền đấy. Chính là lợi ích kinh tế đấy. Độ hữu ca đấy. 34 tỷ nó mang vào trong nhà đấy. Các em thấy rồi. Nguyễn Đức Trung đấy hôm qua lại xử tiếp đấy các em thấy không? Cho nên các em thấy là rằng... Đấy, con người chỉ có thể nhận thức sâu sắc sự vật hiện tượng bằng cách làm sao xem xét chúng trong quá trình vận động. Và vận động kem đấy nó không phải đứng yên một chỗ. Vận động biến đổi, phát triển không ngừng. Cho nên chúng ta nhận thức sự vật là phải như vậy. Cho nên, đánh giá một sự vật nào đó để chúng ta nhận thức sâu sắc và đầy đủ. Đấy, chí ít là chúng ta phải thấy như vậy. Thì phải nhận thức cả một gì, cả một quá trình. Phải thấy được cả một quá trình của nó các em ạ. Chứ còn vừa mới thấy làm sao hiện tại như này cho vội vã đi kết luận Ui sự vật ấy nó là như thế này không phải đâu ta biến đổi gì chứ vừa mới gặp xong cái bắt đầu quen người đó rồi ôi sao anh ấy tốt thế nọ kia nhưng có sống cùng nhau giao tiếp cùng nhau đấy lúc thuận lợi lúc khó khăn hoạn nạn chúng ta mới thấy à họ là người như thế nào nhận thức sự vật là phải nhận thức như vậy Để bản thân sự vật nó không bất động mà nó vận động biến đổi không ngừng tiếp nữa các em thấy này vận động của vật chất là vận động gì các em thấy cái từ thì đã bôi đậm đây là vận động tự thân vận động của vật chất là vận động tự thân đây là quan điểm của chủ nghĩa dây biện chứng còn ông nào chúng ta nói là quan điểm siêu hình ấy cho rằng nguồn gốc sự vận động nằm ở đâu nằm ở bên ngoài thì không phải là tự thân nhưng quan điểm biện chứng cho rằng nguồn gốc của sự vận động là nằm ở bên trong chính sự vật hiện tượng cho nên vận động của vật chất là vận động tự thân thực chất là gì là giải quyết những cái mâu thuẫn bên trong lòng nó mà muốn giải quyết mâu thuẫn thì bao giờ cũng có hai mặt đối lập phát triển theo hai khuynh hướng trái ngược nhau nhưng không tách rời nhau Mặt này lấy mặt kia mặt kia lên mặt này làm tiền đề tồn tại cho mình. Cho nên vận động của vật chất là vận động tự thân. Đấy, do sự đấu tranh của các mặt đối lập mà làm cho cái gì? Làm cho cái sự vật vật chất ấy, làm cho cái sự vật ấy nó vận động, nó biến đổi, nó phát triển. Cho nên ở đây nói thì nó nhiều lắm các em ạ. À. Nói nhiều lắm nhưng mà khi thấy vận động của vật chất là vận động tự thân ấy, cho nên chúng ta thấy rằng là để các em muốn phát triển về tri thức, về kiến thức về triết học, về pháp luật ấy, trong thời điểm này chắc chắn phải giải quyết cái mâu thuẫn bên trong các em. Mâu thuẫn đây là các em phải biết mình còn yếu, còn kém cái gì, trong khi cái yêu cầu của kỳ thi tháng 11 này nó lớn, nó cao như thế nào. Cái cuộc cạnh tranh như thế nào. Khi các em phát hiện ra điều đó, tức là các em phát hiện ra các em còn kém, tức là bắt đầu phát hiện ra mâu thuẫn kém ở đây là kém về gì kém về cái kiến thức về kỹ năng về năng lực của cái môn học đó của những cái kiến thức đó của những cái kỹ năng đó với cái yêu cầu của cái cuộc kỳ thi đó của cái nhà trường đó người ta yêu cầu cao của cái cuộc cạnh tranh của cuộc thi nó mang tính chất cạnh tranh cao từ trên xuống dưới xuất phát điểm của mọi người về cơ bản là giống nhau nhưng rõ ràng thầy nói về cơ bản chứ còn đi vào cụ thể thì lại rất khác nhau người tốt nghiệp thậm chí người tốt nghiệp ở đầu những cái trường hàng đầu của việt nam thậm chí có bạn đi học ở nước ngoài đấy các em thấy không rõ ràng ở đây các em thấy nó khác thời kỳ xét tuyển của đại học xét tuyển đại học mà tốt nghiệp phổ thông xong vào đại học thì nó khác còn đây là gì tốt nghiệp ở rất nhiều những trường đại học thậm chí có những bạn ở những trường đại học rất danh tiếng cho nên cuối cùng đây thì nói nguồn gốc sự vận động phát triển là gì là giải quyết mâu thuẫn là mang tính chất tự thân các em phải thấy rằng mình còn kém ở chỗ nào bắt đầu phát hiện ra mình kém tức là bắt đầu phát hiện ra mâu thuẫn Đấy, và khi mà Kem thấy cái yêu cầu ở cái kỳ thi này nó cao như vậy, Kem bắt đầu phải tìm cách giải quyết cái mâu thuẫn này. Và thông qua việc giải quyết cái mâu thuẫn đó, thì các em sẽ phát triển về kiến thức, về kỹ năng, về triết học, về pháp luật. Cho nên nguồn gốc sự vật đã phát triển là nằm ở bên trong sự vật mà. Nó mang tính chất tự thân. Các em không thể là gì nếu mà thầy có rất giỏi, cô có thể rất giỏi đấy. Gia đình có thể tạo mọi điều kiện cho quá trình học tập của chính các em từ bậc phổ thông đến ngày hôm nay thì ví dụ như vậy nhưng mà rõ ràng bản thân mình không nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề của việc học bản thân mình không biết mình yếu mình kém ở chỗ nào bản thân mình không biết được xã hội người ta cần những cái gì nhà trường đó ta cần cái gì kỳ thi đó người ta cần cái gì mình không phát hiện ra điều đó mình không giải mâu quyết mâu thuẫn thì các em thấy làm sao mình có thể phát triển được phát triển đây là phát triển về kiến thức về kỹ năng về năng lực về phẩm chất Các em nói chỗ này nếu mà mình phân tích thì các em biết là có nhiều video mình phân tích sâu nội dung này nhưng mà đây mình dừng lại chỗ này thôi. Tiếp nữa các em thấy này, vận động sinh ra cùng với sự vật và chỉ mất đi khi sự vật mất đi. Đấy. Vận động nó sinh ra cùng với sự vật vì nó là cái vốn có mà. Đấy. Nó gắn với gì? Nó gắn với sự vật. Đấy. Và cái điểm tiếp theo đây các em chú ý mình về năm cái hình thức vận động. cái chỗ này là các em phải nắm được này năm hình thức vận động này bởi vì cái câu hỏi là vận động là gì và hãy phân tích hay là trình bày các hình thức vận động theo quan điểm chứ động biện chứng thì các em phải trình bày được nội dung này hình thức đầu tiên đó là vận động cơ học em đi từ dưới lên trên từ thấp đến cao mà vận động cơ học thì các em thấy đây rồi tiếp theo đó là hình thức thứ hai đó là vận động vật lý hình thức thứ ba đó là vận động hóa học thứ tư đó là vận động sinh học và hình thức vận động cao nhất đây chính là vận động xã hội Vận động xã hội đây chỉ nói là sự thay đổi Rồi thay thế của các chế độ xã hội Trong lịch sử Các em thấy trong xã hội thì nó nhiều lắm Nhưng đây ta nói cái chung thôi Vận động xã hội Còn vì sao có sự thay đổi, thay thế Của các cái chế độ xã hội trong lịch sử Thì các em thấy trước hết là do giải quyết cái mâu thuẫn bên trong Đấy, Nó liên quan tới cái chỗ mà vận động tự thân này này Nó gắn liền với sự vật này Đấy Vận động sinh ra cùng với sự vật mà Và chỉ mất đi khi sự vật mất đi mà Đấy thì các em thấy nó gắn liền với gì nó gắn liền với nội dung bên trên vì sao mà các xã hội thay thế nhau từ thấp đến cao do giải quyết cái gì mâu thuẫn gì bên trong nó mà nguyên thủy bị phủ định thay thế bằng xã hội đó chiếm nô lệ chiếm nô lệ bị thay thế bằng phong kiến ấy vân vân ấy thế thì các em phải nắm được đây là năm hình thức vận động nhưng mà để hiểu sâu hơn thì các em phải nắm và giải thích được cái vận động đây là vận động mang tính tự thân thực chất cuối cùng nó là do gì do giải quyết cái mâu thuẫn ở bên trong do sự tác động của những yếu tố bên trong do sự giải quyết những cái mâu thuẫn ở bên trong do sự vận động nội tại của những cái mặt đối lập. Đấy cho nên muốn hiểu sâu hơn thì các em phải là gì? Hiểu kiến thức về quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập thì mới có thể giải thích triệt để nội dung này. Tuy nhiên nếu nói vậy nó mất rất nhiều thời gian thì các em nắm được nội dung tiếp theo đó là các hình thức vận động cho mình. Còn về mối quan hệ thì các em thấy đây, các hình thức vận động nói trên nó khác nhau về chất. Khác nhau về chất. Các hình thức vận động cao xuất hiện trên cơ sở các hình thức vận động thấp hơn. Trong các hình thức vận động thấp thấp hơn không có khả năng bao hàm các hình thức vận động ở trình độ cao. Trong sự tồn tại của mình, mỗi sự vật có thể gắn với nhiều hình thức vận động. Tuy nhiên bản thân sự vật, cái sự tồn tại của một sự vật bao giờ cũng có cái đặc trưng bởi cái hình thức vận động cao nhất. Ví dụ con người thì các em thấy rồi. Đương nhiên là có tất cả những hình thức vận động này. Nhưng các em thấy đặc trưng con người là phải ở vận động xã hội. Đấy và đương nhiên đã nói là hình thức vận động cao đặc trưng con người là vận động xã hội thì đương nhiên nó sẽ có bên dưới có hình thức vận động bên dưới nó bao hàm các cả các hình thức vận động bên dưới đặc, đặc trưng con người thì các em thấy rồi là phải gắn liền với cái vận động đây là vận động xã hội tiếp nữa các em tìm hiểu được cái phạm chủ tiếp theo khi nói đến vận động thì các em tìm hiểu về đứng im Đấy, đứng im là gì các em đã nhớ là đứng im đây nó là gì thì được giải thích ở đây đấy nhưng mà các em nhớ là nói đến vận động thì các em nhớ nó là tuyệt đối nó vĩnh viễn bởi vì vật chất nó vô cùng vô tận cho nên vận động nó là tuyệt đối vĩnh viễn còn đứng im các em nhớ là nó chỉ là tạm thời đấy, nó chỉ biểu hiện trong những cái quan hệ cụ thể thôi. đấy thì các em nhớ là nắm được nắm được vận động nó là tuyệt đối còn đứng im nó chỉ là mang tính tương đối mà thôi